sống gian yêu em đậm đà. Yêu em chưa trai xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của các bà và gái.
trong quá trình cái ngày sơ xuất mong các cụ các bà và đại thứ. Và một nữa xin chân thành cảm ơn chúc sức khỏe các cụ các bà. Con thưa các cụ các bà và hai họ toàn thể không đại diện như nhà trai có ý kiến như thế, tôi xin thay mặt hai anh tôi là mời các cụ công các bà con nhà Thái và bạn bè của hai cháu là mất chút thời gian là đưa cháu về nhà chồng. Xin kính mời các cụ ra ngoài để các cụ đi trước đoạn. Xếp xe, ra ngoài, xếp xe. Xin mời các cụ con nhà Thái là ra để đưa cháu về nhà chồng ạ. Xin mời các cụ ạ. Nhớ đứng dậy đây. Trong nhà anh chưa đi đâu. Một cuốn truyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vàng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Nhớ chụp đây là cảnh được phải không? Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng rào và yêu trẻ thơ. Đi ra ngoài kia đi ra ngoài kia nhớ tên mà đi rồi người ta không biết đâu người ta mình không đi ra người ta đi quay luôn đỡ về đủ kiểu không quay về là về tự ấy không tách ảnh được cái thứ hai mặt méo kẹo hai mặt của tiêu cô dâu chưa già chưa gọi cho được anh nhá rồi lại nhầm xuống thật đây Bye bye.
cửa sổ không mở được. Nhất là cứ phải cách đây được 3 tháng. Các kiểu là phải đi. Cháu đang quay. Quay cho nó dễ, bọn trẻ con này chụp lúc được lúc không. Mẹ mày tìm được rồi đấy. Bên ơi, nó đang đau họng mà. Đây một lần nữa là đoàn bọn gái của tôi đưa cháu về đồng cô bố các bà hai họ các cậu các vợ các bác chú các gì và bạn bè của cô gái sau một thời gian lời đầu tiên cho các tôi thay mặt các cụ công các bà và gái nhìn kỹ trước mặt các cụ công các bà hai họ và toàn thể vợ luôn mạnh khỏe gia đình hạnh phúc. Vậy quân công thúc đẩy tiếp vào thắp nén nhang tổ tiên ở sông Trường Thọ cùng nhà và ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cụ ông các bà các bác hai họ các vị thế quý uống nước hút thuốc trên đầu để mừng hạnh phúc chúng tôi thúc đẩy. Kính thưa các vị thế quý, kính các bạn trẻ thanh niên nam nữ luôn trẻ mãi không già và thành đạt trong tình yêu và cuộc sống, buổi hôn lễ của hai em năm nay đầu hương xin kết thúc tại đây, xin chân thành cảm ơn.
đây được này con đúng nhiều điên nào về nào về đây vâng, sao cho ai tập trung được.